Tin vui mừng. Nhân lực mạnh của UNITSKISKIVWI. Viện nghiên cứu Mỹ đã xác nhận sự chuyên nghiệp của lãnh đạo cấp cao trong dự án. Thành viên ban giám đốc của công ty nhà phát triển vận tải đường dây, anh Maxim Guse, đã nhận được chứng nhận theo Portfolio Management Professional, PMP. Chứng nhận này được ban hành bởi Viện nghiên cứu Mỹ về quản lý dự án. Điều này khẳng định rằng, anh Maxim có thể quản lý các dự án và danh mục đẳng cấp quốc tế một cách chuyên nghiệp. Để nhận được điều này, cần phải trải qua tuyển chọn kỹ càng và vượt qua bài thi kiểm tra. Trong suốt thời gian hoạt động trước nay của viện nghiên cứu trên, chỉ có 1.300 người có thể đạt được điều đó. Đồng thời, Maxim là người trẻ tuổi nhất trong số họ. Maxim đã chia sẻ về việc anh đã phải bỏ công sức lâu như thế nào để đạt tới thành tích này. Để nhận được chứng nhận này, cần phải có ít nhất 8 năm kinh nghiệm thực tế trong quản lý các dự án, trong đó có 4 năm quản lý danh mục. Tôi đã bắt đầu quản lý các dự án ngay sau khi tốt nghiệp đại học, vì thế, tới nay, tôi đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án và danh mục, cả với vai trò một thành viên trong đội ngũ, chủ nhiệm dự án, cũng như giám đốc dự án. Các kiến thức và kinh nghiệm của Maxim sẽ giúp dự án vận tải đường dây ứng phó thành công với các tình huống phi tiêu chuẩn và khủng hoảng, còn chứng nhận trên sẽ cho phép nâng cao sự tín nhiệm từ phía các nhà đặt hàng triển vọng. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé! Xem chi tiết ở phần mô tả video này.